Thưa quý vị, theo dự kiến, sáng 11 tháng 7 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử đại án chuyến bay giải cứu. 54 bị cáo sẽ hầu tòa với 5 tội danh khác nhau, gồm đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này, 21 người cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ, trong đó 18 người đối diện khung hình phạt cao nhất đến tử hình, gồm ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý phó thủ tướng, bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế, ông Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Chữ Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và nhiều bị cáo khác. Cáo trạng xác định, đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới. Thời điểm này, rất nhiều công dân Việt Nam đang mắc kẹt tại nước ngoài và có nhu cầu về nước chính phủ lần lượt tổ chức các chuyến bay giải cứu là chuyến bay chỉ thu phí vé máy bay cách ly và chuyến bay combo là chuyến bay trả phí toàn bộ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân để triển khai năm bộ ngành được giao trọng trách phối hợp văn phòng chính phủ tập hợp tham mưu đề xuất lãnh đạo chính phủ phê duyệt kế hoạch tổ chức chuyến bay bộ y tế bộ giao thông vận tải bộ công an và bộ quốc phòng cho ý kiến phê duyệt chuyến bay bộ ngoại giao chủ trì xin ý kiến và thống nhất với các bộ sau đó báo cáo lãnh đạo chính phủ xây dựng đề xuất kế hoạch chuyến bay Lợi dụng quy trình thực hiện và vị trí công việc nắm giữ, hàng loạt lãnh đạo cán bộ thuộc các bộ ngành đã nhận tiền để ưu ái cho doanh nghiệp quen biết khi cấp phép chuyến bay. Kết quả điều tra phát hiện, 21 bị cáo phạm tội nhận hối lộ với hơn 500 lần cầm tiền, tổng cộng gần 165 tỷ đồng. Trong đó, ông Tô Anh Dũng nhận 21,5 tỷ đồng, ông Nguyễn Quang Linh nhận hơn 4,2 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Hương Lan nhận hơn 25 tỷ đồng, ông Phạm Trung Kiên nhận hơn 42,6 tỷ đồng. Cũng theo cáo trạng, trong khoảng 100 doanh nghiệp được cấp phép chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, thì chỉ có khoảng 20 nhóm doanh nghiệp triển khai thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước. Số còn lại cho mượn pháp nhân hoặc đứng ra xin cấp phép, rồi bán quyền tổ chức cho pháp nhân khác. Để được tham gia, đại diện một số doanh nghiệp đã trực tiếp hoặc qua trung gian chi tiền bôi trơn cho các lãnh đạo, cán bộ có thẩm quyền tại các bộ ngành liên quan. Trong số 54 bị can, 23 bị can bị truy tố về tội đưa hối lộ, thông qua hơn 400 lần chi tiền để đưa hơn 226 tỷ đồng cho quan chức các bộ ngành. Doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức chuyến bay, cần xin chủ trương cách ly tại địa phương, gửi hồ sơ đến Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao. Cục lãnh sự lấy ý kiến tổ công tác các bộ ngành và trình chính phủ phê duyệt, sau đó thông báo cho doanh nghiệp thực hiện. Theo quy trình này, doanh nghiệp sẽ phải chi tiền bôi trơn ở nhiều bước. Đầu tiên, doanh nghiệp chủ động tiếp cận lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh thành, trong đó có Hà Nội và Quảng Nam để đi đêm. Cáo buộc của Viện kiểm sát cho thấy ông chữ Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ông Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã lần lượt nhận hối lộ hơn 2,05 tỷ và 5 tỷ đồng để ký văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp đưa công dân về cách ly. Địa chỉ tiếp theo là cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, đơn vị được giao nhiệm vụ xét duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện chuyến bay Bốn bị cáo thuộc cơ quan này, gồm cả cục trưởng và cục phó, đã nhận hối lộ tổng cộng gần 40 tỷ đồng để đưa doanh nghiệp thân quen vào danh sách. Đáng chú ý, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng là một trong các bị cáo giữ chức vụ cao nhất ở vụ án này. Ở nước ngoài khi doanh nghiệp liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam để nhờ hỗ trợ tổ chức chuyến bay, một số cá nhân tại các cơ quan này đưa ra yêu sách buộc doanh nghiệp trong nước phải thêm một lần bôi trơn. Thời điểm đó, một cơ quan khác là Văn phòng Chính phủ, đơn vị tập hợp tham mưu đề xuất lãnh đạo chính phủ phê duyệt kế hoạch tổ chức chuyến bay theo đề xuất của Bộ Ngoại giao cũng có người nhúng chàm, điển hình là bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý phó thủ tướng nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng. Tương tự, doanh nghiệp phải hoàn tất quy trình bôi trơn bằng việc chung chi nhiều chục tỷ đồng cho hàng loạt cán bộ tại các bộ ngành có liên quan đến công tác tổ chức chuyến bay. Điển hình bị cáo Phạm Trung Kiên, dù chỉ là thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, nhưng đã có đến hơn 250 lần nhận hối lộ với tổng cộng gần 43 tỷ đồng, cũng là bị cáo buộc nhận nhiều tiền nhất trong vụ án. Những tin tức mới nhất về vụ án này sẽ được báo Thanh niên liên tục cập nhật tại thanhnien.vn và kênh YouTube báo Thanh niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.